làm full nồi cho Future 125 ngày 22 tháng 3 năm 2022 tại tiệm sửa xe Khánh. Lúc nãy là clip nãy là mình tháo ra anh em ơi, tháo lốc nồi ra để làm may ráp vô nha anh em. Bố nồi này bị mòn bị ấy này, thay mới anh em ha. Đây. Bố nồi cũ trong xe đây. Chạy nó bị giật nha anh em, giật. Đang ráp vô nha anh em. Bên tiệm Khánh làm thì mình sẽ làm full cả hai nồi anh em. Làm full cả nồi trước nồi sau nha anh em, thay cả bố nồi luôn ha. Cái đèn chạy rất là bền nha anh em, bền tại nồi đồng bộ nha em, cả trước cả sau, làm cả trước cả sau luôn nên anh em cứ yên tâm ha. Thì giá cả báo thằng cho em luôn là gói này là chú làm gói 1.260.000 ha, thời gian bảo hành là 3 tháng nha anh em. Trong vòng 3 tháng đó nếu có trục chặt muốn chỉnh sửa gì thì qua tiệm miễn phí nha anh em, miễn phí anh em ha, cho nên anh em cứ yên tâm qua tiệm làm ha. Đây, Honda Future 125. Làm đúng giá đúng gói nha anh em, cho nên anh em cứ yên tâm ha. Anh em nào mà ở xa thì có thể đến sớm trước tiệm nha anh em, 8 giờ tiệm mở cửa ha. Thời gian từ 8 giờ tới 5 giờ rồi nha. Sau 5 giờ vẫn nhận xe nhưng mà ngày mai sẽ giao xe nha anh em. Tiêu chờ 125. Anh em muốn mua phục tùng hoặc là muốn sơn si dọn kiển cứ liên hệ số điện thoại 038 9910 535 nha anh em. Đó FI đó đó. Nó gồ lên. Đã qua cái xe cho mở đồ vô. Nghiêng qua đây. Nghiêng cho nó dễ vô. Thời gian làm nồi tầm khoảng 1 tiếng anh em ha. Anh em tranh thủ qua sớm làm xong sớm khỏi chờ đợi nha anh em. Mấy cái xe làm lâu thì Khánh để làm sau, còn xe này nó làm nhanh về trước thì Khánh ưu tiên trước anh em ha. Mấy xe kia là khách để làm máy làm dọn luôn cho nên Khánh nó làm sau nha anh em. Này cái đoạn nồi cũ nó bị rách nên Khánh thay đoạn mới cho nên anh em luôn ha. Nó khỏi xì nhớt nha anh em. Nó tận dụng đoạn cũ là nhiều lúc nó xì nhớt này, thay ra lại tốn thì công tốn thời gian cho anh em ha. Anh em ngồi qua uống cà phê chờ đợi đấy luôn ha, tại vì làm cũng rất là nhanh nha anh em. Đồ là có sẵn mình thay cho nên rất là nhanh ha. Bố nồi này kia là có sẵn hết nha anh em. Honda Future 125. Xe này chủ xe yêu cầu thay nhớt luôn nha nè. Anh em nào muốn giữ nhớt vẫn được ha, mà nào nên thay nhớt mới cho nó ngon anh em ha. Nhớt này là chủ xe mới thay cách đây khoảng 4 ngày anh em ha. Đây, nhớt còn mới đó nha. Nhưng mà chủ xe vẫn yêu cầu thay nhớt mới ha. Nói chung nó yên tâm hơn tại mình tháo rã ra nhớt đã hao hụt nha nè. Anh em nào không muốn thay thì Khánh vẫn giữ nhớt lại cho anh em ha, chứ không vấn đề gì anh em. Không có bày vẽ là thay nhớt này kia để tốn tiền anh em ha. Rồi, nói chung là có điều kiện thì anh em có nên thay, tại vì cho nó nhớt mới tốt hơn, tại tháo ra nó đã hao hụt nha anh em. Khánh thì có nhiều gói cho anh em chọn ha, từ gói rẻ tới gói chất lượng nha anh em. Này ụp lốc nồi xong rồi bắt đầu mình bắt cái chân bô chạy thử chỉnh bắt đầu giao thôi anh em ha. Anh em nếu mà ở gần thì tranh thủ qua, nếu mà chạy được tuần qua Khánh chỉnh lại một lần nữa nha anh em, cho nó
chuẩn chính xác luôn anh em ha. Tại vì nồi mới bố mới thì nó phải chạy thời gian nó phải đều lại cho anh em, chứ nó bố mới thì nó chưa có đều rồi như mà bố mình đã xài rồi đâu anh em ha. Bảo hành 3 tháng cho anh em yên tâm ha. Cái gói này bảo hành 3 tháng nha em. Còn gói kia thì bảo hành 6 tháng, 1 năm với 2 năm cho anh em yên tâm ha. Tiên chờ chắc hay lắm. Nhớ có tô tan nha anh em. Tô tan của Pháp anh em ha. Này mình chế trực tiếp nha em, không phải là không có phễu mà ý mình chế trực tiếp luôn ha, hỏi qua phễu nha nè. Này này nó dễ chế ha, chứ phễu là nhà luôn có nha nè. Chuẩn bị xong xuôi rồi bắt hết chân vô là xong anh em ha. Trong á bao kỹ càng ngon lành cho anh em ha, uy tín nha anh em. Chờ 125. Thường mà chỉ quay khoảng 1 phút thôi anh em ha. Này yêu cầu anh em quay dài thì quay dài thôi, chứ bình thường mình quay dĩ xe chỉ có 1 phút 1 phút thôi. Anh dài lắm thì 2 phút thôi. Này, anh em muốn yêu cầu quay kỹ thì quay kỹ cho anh em coi chú quy trình làm như thế nào ha. Nãy lọc gió buri mình kiểm tra rồi nha anh em. Lọc gió buri rồi nhâm dĩa. Kiểm tra hết cho anh em ha. Kiểm tra rồi cái nào rồi dạng như nó dùng kia thay mới mình tăng chỉnh mới cho anh em. Như lọc gió mình dơ quá thì mình báo chủ xe thay, yêu cầu thay mình thay. Xe này thì kiểm tra nhâm dĩa cho chú mà chú nói chưa đủ tiền, chú cũng biết là nhâm dĩa nó giãn mòn rồi nha anh em. Anh em nào muốn làm thì cứ liên hệ số điện thoại ha. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ tất cả ngày ha. Anh em cứ qua tiệm, không cần phải gọi điện trước nha anh em. Có nhận cấp máy lên cho anh em luôn ha. Full 125, 135, 150, 175. Sơn si dọn chuyển xe như mới nha anh em. Màu này là đã đổi màu nha anh em. Cổ bô này đã thay rồi anh em ha. Này cổ độ chứ không phải cổ dinh vậy nè. Bắt bô gắt chân với giò đạp nha anh em. Rồi chạy thử. Ok thì giao. Không là chỉnh nồi lại cái là giao nha anh em. Nồi thì xong xuôi anh em, chỉ bắt cái dàn ngoài thôi nha ha, chứ cũng không có gì yêu cầu kỹ thuật cao anh em ha. Anh em nào chạy ráp câu việc nồi yếu hao xăng á, muốn làm thì cứ qua tiệm nha, có gói ưu đãi cho anh em ha. Bao em ru anh em ha. Bao em ru đẹp. Bắt đầu đạp vào cái.
Rồi, xong xuôi bắt đầu chạy thử, bắt đầu giao xe nha em ha. Đây, hoàn thành xong quá trình làm nồi cho chiếc Future 125. Em còn lại cho anh em ha. Bao bền kỹ cho anh em. Thôi, Khánh chào anh em nha. Giờ thử xe giao xe thôi. Nồi bao êm cho anh em ha. Êm ru. Êm ru nè. Thấy rất êm. Không có kêu tiếng giọng nồi nha nè. Bao bóc cho anh em luôn ha.